Lục bộ Trần Triều là danh từ hết sức quen thuộc trong tín ngưỡng thờ công đồng Trần Triều. Đôi khi, cụm từ này bị nhầm lẫn với lục bộ trong quan chế nhà nước thời phong kiến xưa. Tuy nhiên, hai từ này mang ý nghĩa sắc thái hoàn toàn bất đồng. Lục bộ Trần Triều ở đây là chỉ 6 vị đức ông nhà Trần đã phò tá Trần Hưng Đạo đánh thắng quân Nguyên Mông. Tuy không mang họ Trần, nhưng để lại công lao lớn gắn liền với lịch sử phát triển của nhà Trần, nên luôn được phối thờ ở các đền Trần Triều. Vậy 6 vị tướng tài này là ai? Công của họ là gì? Mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Một, điện tiền phò mã Phạm Tướng Quân, Phạm Ngũ Lão. Ông Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, mất năm 1320, là một vị tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người thuộc làng Phu Ủng, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Theo sách Tông Phả Kỳ Yếu Tân Biên của Phạm Côn Sơn dẫn về gia phả họ Phạm, ông chính là cháu tám đời của tướng Phạm Hạp thời nhà Đinh. Chuyện kể rằng Hưng Đạo Vương đang cùng tùy tùng đi ngang qua Đường Hào thì thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường đang đan sọt nên bị quân lính kéo đến xẹp lối đi. Phạm Ngũ Lão thấy vậy vẫn ngồi thản nhiên nhưng không thèm để ý đến ai cả. Quân lính liền cầm giáo đâm chảy máu đùi mà ông vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Hưng Đạo Vương dừng lại hỏi thì bất ngờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời là đang nghĩ đến một câu trong binh thư nên không để ý. Biết là đã gặp người có tài, Trần Hưng Đạo mời ông ngồi cùng kiệu đưa về kinh sư. Từ đó, Phạm Ngũ Lão trở thành một vị môn khách của Trần Hưng Đạo. Ông được Trần Hưng Đạo gả cho con gái của mình, giả làm con gái nuôi của Trần Hưng Đạo vì nhà Trần có quy định chỉ gả con gái cho người trong dòng tộc là quận chúa Anh Nguyên. Trong hai cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Nguyên 1285-1288, Phạm Ngũ Lão đã lập được nhiều chiến công vang dội. Năm 1285, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ông đã cùng với Trần Quang Khải tiến đánh Trương Dương, Hàm Tử, đập tan đội binh thuyền khổng lồ của quân giặc và tiêu diệt chúng, chiếm đóng Thăng Long. Sau đó, Phạm Ngũ Lão được lệnh mang 3 vạn quân phục kích địch ở Vạn Kiếp. Ông đã chặn đường rút lui của địch lên biên giới phía Bắc và tiêu diệt được hai phó tướng quân địch là Lý Quán và Lý Hằng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba, Phạm Ngũ Lão đã cùng với các tướng sĩ bày trận phục kích đường rút lui của địch trên sông Bạch Đằng. Trong trận này, quân nhà Trần đã bắt sống được các tướng nhà Nguyên là Phan Tiếp, Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi. Quân của Phạm Ngũ Lão tiếp tục truy kích cánh quân của Thoát Hoan trên đường bộ. Năm 1290, vua Trần Nhân Tông phong Phạm Ngũ Lão chức vị Hữu Kim Ngô Đại Tướng Quân, giao cho ông cai quản quân Thánh Dực. Đến đời vua Trần Anh Tông, ông được phong lên chức Điện Súy Thượng Tướng Quân, tước quan nội hầu. Một người con gái của ông có hiệu là Tĩnh Huệ làm thứ phi của vua Trần Anh Tông. Phạm Ngũ Lão đã 3 lần cất quân đi đánh dẹp giặc xâm chiếm, quấy nhiễu của quân Ai Lao vào những năm 1294, 1297 và 1301. 2 lần Nam chinh chiến thắng quân Chiêm Thành vào các năm 1312 và 1318. Buộc vua Chiêm là Chế Chí phải xin đầu hàng. Không chỉ có tài về quân sự, mà ông còn để lại rất nhiều tác phẩm thơ về chí trai và lòng yêu nước. Hiện nay, tác phẩm của ông chỉ còn lưu giữ được 2 tác phẩm là Thuật Hoài, Tỏ Lòng và Vãn Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương, Viếng Thượng Tướng Quốc Công Hưng Đạo Đại Vương. Ngày 1 tháng 11 năm 1320, Phạm Ngũ Lão mất và hưởng dương thọ 66 tuổi. Vua Trần Minh Tông ban ân cho nghỉ châu 5 ngày, đây là một đặc ân lớn của nhà vua đối với ông. Nhân dân xã Phù Ủng đã cùng nhau dựng đền thờ ngay trên nền nhà cũ của ông. Ông cũng được phối thờ tại đền Kiếp Bạc, Chí Linh, Hải Dương tại đền thờ Trần Hưng Đạo. 2. Nghĩa Xuyên Tướng Quân Nguyễn Chế Nghĩa. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Nguyễn Chế Nghĩa là danh tướng thời Trần và là người thông thạo thập bát bàn võ nghệ. Ông làm quan trải qua 4 đời vua, có nhiều công lao với triều đình và nhân dân, nên sau khi chết được lập đền thờ. Trong Hội Xuyên xã Thần Tích có ghi chép như sau: xã Hội Xuyên, huyện Gia Phúc, nay đổi là huyện Gia Lộc, Hồng Châu, nay đổi là phủ Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, núi sông Hội Tụ, lại là ở vùng chính khí của nước Nam.
thực là khu vực danh tiếng của xứ Đông, mảnh đất Giang Bày, quần sơn trầu về, muôn sông hội tụ, có hình thế như voi trắng hút nước hồ. Ba thôn của xã đã lập miếu ở đất này để thờ vị đại vương, vương họ Nguyễn, tên Chế Nghĩa, người xã Hội Xuyên. Theo truyền thuyết, vào thời nhà Trần, ở đây có một người di cư từ phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa tới làm ăn sinh sống, tên là Đinh Thiện. Ông Đinh Thiện đổi thành họ Nguyễn và kết hôn với bà Hoàng Thị Nguyên. Năm 1265, hai vợ chồng sinh được con trai và đặt tên là Nguyễn Chế Nghĩa. Khi còn trẻ, Nguyễn Chế Nghĩa đã thể hiện rõ là người thiên tư anh tuấn, có chí lớn, vừa giỏi văn vừa giỏi võ. Ngay từ buổi niên thiếu, Nguyễn Chế Nghĩa đã có nghĩa khí. Đã là một đấng trượng phu, phải đem chí lớn đền bù non sông, lưu đời hài chữ nghĩa chung để cho tên tuổi gắn cùng nước non. Không những thế, khi còn trẻ, ông đã là người thông thạo thập bát bàn võ nghệ, sử dụng được nhiều binh khí, có biệt tài đánh côn, dân gian gọi là đánh thó. Năm 1284, Đại Việt hừng hực khí thế, chuẩn bị cuộc tiến công chống quân Nguyên Mông lần thứ hai. Hưng Đạo Vương cho mở thi tuyển nhằm chọn tướng tài. Nguyễn Chế Nghĩa năm ấy 19 tuổi xin đầu quân, xuất sắc bậc nhất, vượt qua tất cả các vòng thi. Hưng Đạo Vương khen rằng, người chẳng kém gì Phạm Ngũ Lão, ta lại thêm một tướng tài. Nguyễn Chế Nghĩa trở thành tướng quân nằm trong đội quân của Phạm Ngũ Lão. Đầu năm 1285, Trấn Nam Vương Thoát Hoan cùng A Lý Hải Nha thống lĩnh 50 vạn quân vượt biên giới tiến đánh Đại Việt. Hưng Đạo Vương giao cho Phạm Ngũ Lão cùng Nguyễn Chế Nghĩa đưa 3.000 quân chặn quân Nguyên từ ải Nội Bàng, ải Nữ Nhi, Bắc Giang đến Kỳ Cấp, Lạng Sơn. Nguyễn Chế Nghĩa giao chiến với cánh quân của Trương Bằng Phi, Áo Xích Lỗ. Ông là võ tướng khiến quân Nguyên khiếp sợ. Sau khi tiêu hao được sinh lực quân Nguyễn, ông được lệnh rút về cầm chân quân Nguyên, không cho vào thành Thăng Long. Khi triều đình quyết định rút khỏi kinh thành Thăng Long, thực hiện kế vườn không nhà trống, Hưng Đạo Vương giao cho Nguyễn Chế Nghĩa ở lại cùng dân chúng đánh đoàn binh phía sau quân Nguyên. Ban ngày, ông cho quân đánh chặn quân Nguyên vào cướp phá của dân chúng. Ban đêm thì đưa quân tấn công vào doanh trại quân Nguyên. Khi quân Đại Việt chuyển từ phòng thủ sang tổng phản công, Nguyễn Chế Nghĩa lại lập công lớn. Sau khi Đại Việt chiến thắng, ông được nhà vua phong là U Khổng Bắc tướng quân. Tháng 12 năm 1287, quân Nguyên đưa 50 vạn quân vượt biên giới tiến đánh Đại Việt lần thứ ba. Nguyễn Chế Nghĩa được phong làm chánh tướng chặn quân Nguyên. Khi quân Nguyên rút chạy về nước, ông được lệnh đến ải Nam Quan, Chi Lăng đánh quân Nguyên. Sau khi đánh bại quân Nguyên lần thứ ba, lo lắng quân Nguyên tìm cách trả đũa, triều đình cử ông làm tổng trấn Lạng Sơn suốt 6 năm liền nhằm giữ yên vùng biên giới. Sau đó, ông được cử làm tổng trấn Mạnh Hồng, nơi có vùng đất quê ông. Để giữ hòa khí với nhà Nguyên sau cuộc chiến, triều đình đã 3 lần cử Nguyễn Chế Nghĩa cùng đoàn sứ bộ sang nhà Nguyên vào các năm 1312, 1321, 1331. Nguyễn Chế Nghĩa rất thích thơ văn, ông đã sáng tác ra rất nhiều bài thơ. Tiếc rằng hiện nay đã thất lạc, chỉ còn lại 4 bài là Vô Đề, Tự Thuật, Đoan Ngọ Tiết và Bắc Sở Hành. Vua Anh Tông gả công chúa Ngọc Hoa cho ông. Đây là việc hiếm có, bởi nhà Trần từ Trần Thủ Độ đã quy định chỉ gả con gái cho người trong dòng tộc để tránh bị ngoại tộc cướp ngôi, dù sau này có một số lần phá lệ. Sau đó, Nguyễn Chế Nghĩa được phong làm thái úy, tước Nghĩa Xuyên Công. Đến cuối đời vua Trần Minh Tông, triều đình có nhiều dấu hiệu suy yếu mâu thuẫn. Nguyễn Chế Nghĩa là một trong những người ủng hộ để con trưởng vua Minh Tông lên ngôi, hiệu là Hiến Tông, đồng thời phản đối việc để hoàng tử Trần Hạo lên ngôi. Sau đó, ông xin tử quan về quê nhà ở Cúi Xuyên. Tại đây, ông giúp dân khai khẩn đất hoang, mở chợ cối, mở lò dạy võ cho thanh niên. Tuy nhiên, vua Hiến Tông không may mất sớm, Trần Hạo lên ngôi, hiệu là Dụ Tông. Vua Dụ Tông trả thù những người phản đối mình lên ngôi trước đây, sai võ sĩ mai phục chém chết Nguyễn Chế Nghĩa. Vì Nguyễn Chế Nghĩa là người có công lớn, nên triều đình vẫn cử bộ lễ làm tang lễ cho ông theo nghi thức vương gia, đồng thời phong cho ông là An Nghĩa Đại Vương. Vùng Cối Xuyên, quê ông, cũng có rất nhiều địa danh nơi ông từng đóng quân đều lập miếu thờ. Ngày nay, lăng mộ của tướng quân Nguyễn Chế Nghĩa được đặt trong đền cuối. Trong lăng mộ có bia đá, mộ quan nhập nội thị,
Thái úy, Phò Mã, Đô úy Triều Trần, Tôn Thần họ Nguyễn, tên Chế Nghĩa, người bản xã cùng công chúa Nguyệt Hoa sắc phong thành hoàng. Lăng của công chúa Ngọc Hoa cùng con trai và mẹ của ông cũng được xây gần đấy, theo kiểu long đình, có tường đá bao quanh. Là một vị tướng lập công lao to lớn, các triều đại sau này đều có sắc phong cho Nguyễn Chế Nghĩa. Triều Lê có 21 sắc phong, triều Tây Sơn 2 sắc phong, triều Nguyễn có 8 sắc phong. Triều Cuối trước kia ông mở để dân buôn bán, sau đó ngày càng phát triển mở rộng, trở thành nơi giao thương sầm uất của cả một vùng. Bên cạnh Triều Cuối vẫn còn ao sao, trước đây ông xem thiên văn, cho đào để giúp dân trồng trọt theo đúng mùa vụ. 3. Tả Yết Kiêu tướng quân. Theo sử cũ còn lưu truyền đến ngày nay thì vào thời nhà Trần trị vì, tất cả các quý tộc và quan lại đều có gia nô. Thậm chí có quý tộc gia nô đông đến hàng ngàn người. Mà đã là gia nô thì phải suốt đời phục dịch cho chủ, và trong xã hội không ai có địa vị thấp hèn như họ cả. Thường thì họ bị chủ khắc dấu vào thân thể, kể như vật sở hữu riêng. Khi chủ chết, có khi họ còn bị đem đi hóa thiêu hoặc chôn sống cùng chủ. Thân phận tuy khổ nhục như vậy, nhưng khi vận nước lâm nguy, chính họ lại có những cống hiến xuất sắc. Và danh tướng Yết Kiêu, Giã Tượng là những đại biểu nổi bật nhất của họ, những người tận trung vì đại nghĩa cứu nước. Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế, quê cha ở làng Hạ Bì, còn gọi là làng Quát, nay thuộc xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xuất thân trong gia đình làm nghề đánh cá. Từ nhỏ đã phải lăn lộn trên sông nước, kiếm ăn nuôi gia đình. Truyền thuyết kể rằng, một lần thấy hai con trâu thần từ dưới sông lên bờ húc nhau, Yết Kiêu đã dùng đòn gánh đánh đuổi, sau đó nhặt được mấy chiếc lông trâu. Khi cầm lên ngắm, tự nhiên thấy máu bừng bừng lên mặt, liền chạy ra sông, lao xuống nước, nước rẽ đôi. Lên bờ thấy lông không ướt, Yết Kiêu liền nuốt vào bụng. Từ đó thân thể cường tráng, trí lực phi thường, bơi lội dưới nước như đi trên đất bằng, nhập thủy như phúc bình địa. Sau này, ông theo hầu Trần Hưng Đạo, rồi cùng với Giã Tượng trở thành cận vệ trung thành, tài trí và mưu lược của vị quốc công Tiết Chế Triều Trần, và được khen ngợi rằng chim hồng hộc bay được cao và xa là nhờ 6 cách trụ lông cánh, nếu không khác gì chim thường. Yết Kiêu, Giã Tượng là cánh chim hồng hộc của ta. Khi giặc Nguyên Mông kéo vào xâm lược nước ta, trên đường thủy chúng đã gặp phải những thiệt hại đáng kể. Bằng tài sông nước của mình, Yết Kiêu đã được giao nhiệm vụ chỉ huy lực lượng đặc công nước, dùng tài lặn đánh đắm thuyền giặc. Họ không quản mùa đông giá rét, đêm đêm lặn xuống biển, nằm dưới đáy thuyền, lấy rùi sắt nhọn đục thủng thuyền, nước tràn vào làm thuyền giặc bị chìm ngay. Quân giặc sợ lắm, lúc đầu chúng không hiểu vì lẽ gì, sau giặc dùng lưới để ngăn chặn. Một lần không may, Yết Kiêu bị giặc bắt. Chúng hỏi ông, nước Nam bao nhiêu người có tài bơi lặn như mày? Ông đáp, nước Nam có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi. Hiện nay, họ vẫn ẩn nấp ở dưới biển để đục thuyền. Chỉ một mình tôi vì kém cỏi chẳng may bị bắt. Nếu các ông tha tôi ra, tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ họ ẩn nấp, tha hồ cho các ông bắt. Bọn giặc hí hửng tưởng bờ, chúng lấy một chiếc thuyền nhỏ chở ông đi. Thừa lúc giặc sơ ý và không nhìn thấy, ông nhảy tung xuống biển, lặn trốn về doanh trại quân ta, tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước, gây cho chúng những kinh sợ trên đường thủy. Thực ra từ thời Hùng Vương, do địa hình, điều kiện tự nhiên với hệ thống sông ngòi chằng chịt, hồ biển dài nên giao thông đường thủy ở nước ta đã phát triển. Vì thế, truyền thống tạo nghề sông nước qua lịch sử đấu tranh giữ nước và giành độc lập dân tộc đã được phát triển thành truyền thống thạo thủy chiến và liên tục được các thế hệ kế thừa, phát triển và hình thành nên một lực lượng với nghệ thuật đánh đặc công nước đã xuất hiện từ sớm dưới dạng những người lính thủy giỏi nghề bơi lặn, dùng rùi sắt nhọn đục thuyền đối phương, hoặc dùng thuyền đặc chủng bí mật bất ngờ đánh hỏa công. Thời Lý, trong một tờ khải tâu lên vua Tống góp bàn về việc tiến binh xâm chiếm nước ta, một đại thần là Triệu Bổ Trì đã viết: "Vả lại, người Giao Chỉ giỏi thủy chiến, từ xưa truyền lại rằng người Việt lội xuống nước đội thuyền địch để lật úp. Đỗ Mục nói, chúng có kẻ đi chìm dưới đáy biển 50 dặm mà không thở. Hiện nay, thuyền buôn thường gặp giặc biển bị chúng lặn dưới nước đục thuyền." Sau thắng lợi Nguyên Mông, bảng nhãn Lê Đỗ được Triều Trần cử sang Nguyên Triều đi sứ, mong nối lại hòa khí với nước mạnh hơn mình để mang lại hòa bình cho nhân dân đất Việt. Yết Kiêu vốn là võ tướng thủy quân, được cử đi cùng làm tướng hộ vệ bên Lê Đỗ.
Trong lần đi sứ ấy, Vua Nguyên vô cùng mến mộ tài năng của Yết Kiêu, liền tỏ ý muốn gả công chúa Nguyên Triều cho ông. Ông từ chối khéo và thưa rằng để trở về tâu xin vua Đại Việt, nếu vua Đại Việt đồng ý thì sẽ sang xin Nguyên Triều làm lễ cưới. Trở về đất nước, vua quan Triều Trần đều lo lắng vì sẽ mất một viên tướng tài giỏi nên đều không đồng ý. Công chúa Triều Nguyên đợi mãi không thấy Yết Kiêu sang thì nóng lòng xin vua cha cho sang đất Đại Việt để có thể làm lễ thành hôn với Yết Kiêu. Biết được tin này, vua quan nhà Trần vì muốn ngăn cản cuộc hôn nhân nên đã báo tin Yết Kiêu qua đời. Công chúa vô cùng thương xót Yết Kiêu nên đã cho người tạc tự mình rồi thả xuôi sang nước ta, lập đàn cầu siêu cho linh hồn Yết Kiêu bên bờ biển tỉnh Quảng Đông và cầu nguyện. Thiếp và chàng sống trên trần thế chưa nên duyên vợ chồng, nay chàng không còn nữa, thiếp nguyện thác xuống âm phủ để gặp chàng và nên nghiếp vợ chồng, rồi gieo mình xuống biển Quảng Đông để tỏ lòng trung thủy. Hai võ quan và 9 nàng hầu cũng gieo mình xuống biển tự vẫn để theo hầu công chúa. Yết Kiêu mất vào ngày 28 tháng Chạp năm Ất Sửu 1303, hưởng dương thọ 61 tuổi. Sau khi ông mất, vua Trần cho lập đền thờ ông ở bờ sông Hạ Bì, quê ông là Đền Quát. Đến thế kỷ 17-18, ngôi đền được tôn tạo khang trang và tu sửa nhiều lần vào triều Nguyễn. Khu di tích Đền Quát được xếp hạng quốc gia vào ngày 28 tháng 1 năm 1989. 4. Hữu Giã Tượng Tướng Quân. Giã Tượng chưa rõ năm sinh và năm mất. Ông vốn là một gia nô thân tín, trung thành của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Tương truyền, ông rất giỏi huấn luyện voi, đã lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Nguyên Mông đời Trần. Ông cùng với Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành và Nguyễn Địa Lô là năm thuộc hạ tài giỏi và trung thành của Hưng Đạo Vương. Trong cuộc kháng chiến chống Bông Nguyên, ông đóng góp đắc lực, tận tình bảo vệ chủ tướng. Chính ông và Yết Kiêu có công lớn lúc bắt tòa đồ. Có lần, Hưng Đạo Vương thử ý ông mà nói, khi Giang Nghiêm ta từ Trần có dặn bảo ta phải chiếm lấy thiên hạ, các người nghĩ sao? Ông và Yết Kiêu đều nói, Đại Vương đã phủ quý rồi, còn chúng tôi đến già vẫn làm gia nô, không muốn làm như thế, để tiếng xấu ở đời. Hưng Đạo Vương cảm động, từ ấy ông càng được tin trọng. Tháng 1 năm 1285, do chưa lường hết sức mạnh của địch, Hưng Đạo Vương đã đem đại binh ngăn cản thoát hoan tại ải Nội Bàng. Kết quả trận đánh là quân Trần thua to, cả vạn binh lính bị giết và bắt sống tại trận. Lúc khởi binh, Hưng Đạo Vương có dặn Yết Kiêu cắm thuyền đợi mình. Nhưng lúc tàn trận, thủy quân đóng ở Bãi Tân làm chặn hậu cũng chạy tàn tác cả. Trong lúc tháo lui khẩn cấp, Hưng Đạo định dẫn tàn quân luồn rừng về Vạn Kiếp. Nhưng đúng là không ai hiểu bạn bằng Giã Tượng đã ngăn Vương lại và bảo Kiêu chưa gặp Đại Vương, ắt chưa nhỏ thuyền đi nơi khác. Nghe thế, Hưng Đạo Vương bèn tức tốc đổi hướng tới Bãi Tân. Quả nhiên, trên bãi sông vẫn còn một con thuyền đứng đó cùng với viên tùy tướng. Thoát nạn, Hưng Đạo Vương ngửa mặt lên trời than. Chim hồng chim hộc bay được cao, tất phải nhờ cỏ lông cánh mạnh. Nếu không thì chẳng khác gì chim thường. Năm 1288, trên đường hành quân chuẩn bị cho trận Bạch Đằng nổi tiếng, con voi chở Hưng Đạo Vương bị sa lầy, chìm dần xuống bùn. Dù đã nhiều cách, nhưng rồi con voi chiến thân thiết của Đại Vương cứ lún dần lún dần. Giã Tượng và Hưng Đạo Vương nhìn người bạn đường chiến đấu thân thiết sắp hy sinh mà nước mắt lưng tròng. Giã Tượng bèn quỳ xuống trước mặt Vương, xin người xuống ngựa đi tiếp cho kịp ra quân, còn mình xin ở lại rồi sẽ đuổi theo sau. Trong trận đánh sau đó, Giã Tượng giữ một cánh quân bộ trên núi Tràng Kênh, đánh hất đám quân của Phan Tiếp xuống sông. Viên gia tướng đã tả sùng hữu đột, máu sặc ướt đẫm cả người, lao vào địch cứ như chỗ không người, như thể để trả thù cho người bạn voi đã hy sinh trên đường ra trận. Phản Tiếp khiếp sợ đã bỏ lính, để nguyên cả tên găm trên người nhảy xuống sông chạy trốn, nhưng rồi vẫn bị quân Trần dùng câu liêm móc lên bắt sống. Giã Tượng là bậc gia tướng chẳng những giỏi về chiến đấu mà còn biết đặt lợi ích dân tộc lên hàng đầu, xem nhẹ bổng lộc triều đình và các phe phái ban cho. Ông và Yết Kiêu đã cương quyết vì nước mà cho rằng chủ tướng Trần Quốc Tuấn nên đặt lợi ích của dân tộc lên hàng đầu, bỏ qua thủ riêng vụn vặt. Chính vì sự khẳng khái đó, ông đã được Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn vô cùng coi trọng, xem như bậc đại trượng phu và dân chúng tôn thờ. Đền thờ ông hiện ở đỉnh Câu Dương, thuộc làng Câu Dương, huyện Thái Thạnh, Thái Bình. 5. Hùng Thắng Tướng Quân.
Vi Hùng Thắng là hậu duệ đời thứ 6 của cụ tổ họ Vi tại làng Vai, xã Kim Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ông là con cụ Phúc Tính và cụ bà Tử Duyên. Vốn từ chất thông minh, lớn lên học một biết mười, được mọi người vị nể là Vi Hùng Thắng đã quy tụ nhiều trai đinh trong vùng, say mê võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung, sẵn sàng gìn giữ bản làng. Khi giặc Nguyên Mông lại một lần nữa xâm lược nước ta vào năm 1285, quân dân nhà Trần nhất tề đứng dậy đồng tâm đánh giặc. Vi Hùng Thắng được vua tin dùng, giao nhiệm vụ làm tướng dân binh cả một vùng đất rộng lớn Sơn Lục. Dân binh của ông có hàng vạn tay kiếm, tay cung, dũng mãnh, phối hợp chặt chẽ với đội quân triều đình, từng đánh hàng chục trận ác liệt, cản bước tiến của giặc khi chúng từ cửa khẩu Chi Ma vào nước ta. Ngọn cờ dân binh do Vi Hùng Thắng chỉ huy đã vươn cao trên đất Lục Ngạn, tung bay khắp miền biên ải Sơn Lục, thực hiện triệt để kế sách của triều đình. Nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh. Nếu sức yếu không địch nổi, thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Thành Nội Bàng là nơi tổng chỉ huy của quân ta ngự chiến. Phía trước trùng trùng rừng núi kia là lũy thép lòng dân đêm ngày sẵn sàng chiến đấu quyết liệt. Trong lần giặc Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai, khi phòng tuyến Nội Bàng của quân ta bị vỡ, Yết Kiêu, vị gia tướng trung thành của Trần Hưng Đạo, đã mổ túi cẩm nang xem lời dặn của ngài và theo đó đã kịp thời chèo thuyền đến Bình Tân kịp đón chủ tướng cứu ngài thoát khỏi tay giặc. Đến cuối tháng Giêng năm 1285, Thoát Hoàn đem quân tràn vào bờ cõi và đã bị quân dân ta đánh đuổi tại cửa khẩu Kha Ly, Sa Lý. Tại đây, hai vị tướng nhà Trần là Đỗ Hưng và Đỗ Vũ đã tử trận. Được đà lớn tới, quân giặc lại tiếp tục cho quân tràn qua vùng biển động, phòng tuyến của ta ngày càng thêm lung lay khi tướng Trần Sầm hy sinh. Lúc này, biết Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các quân sĩ đang ở đất Nội Bàng, quân giặc đã bảy bình bố trận, vừa giả vờ hàng, vừa bao vây, khiến quân ta gặp không ít khó khăn. Tướng Đoàn Thoại đã phải hy sinh. Trước thế trận ngày một yếu thế hơn, Vi Hùng Thắng đã chỉ huy đạo quân phối hợp đánh chặn, tạo điều kiện để Trần Quốc Tuấn có thể mở đường thoát khỏi sự truy sát của giặc, rút xuống thuyền xuôi theo bờ sông Lục. Sau đó, trong trận đánh Nguyên Mông lần thứ ba, tướng quân Hùng Thắng đã tử trận anh dũng tại trận Tần Giã vào ngày 20 tháng 2 năm 1288. Thi hải ông và các tiểu tướng được nhân dân địa phương chôn cất tại nơi hy sinh. Sau đó, để tưởng nhớ công đức của ông, nhân dân đã lập đền thờ Hùng Thắng tướng quân cũng tại vị trí đó, lấy tên đền Khánh Vân. Đền cũng được gọi với tên khác là đền Quan Quận do tướng Hùng Thắng được thiên triều phòng sắc tước quận công. Tại đền, tượng ngài được thờ tại gian chính giữa. Hai bên là gian thờ các tướng thời Trần, Yết Kiêu, Giá Tượng, Phạm Ngũ Lão đã cùng ông đánh giặc. Hơn 700 năm trôi qua, di vật và những tài liệu của đền không còn nguyên vẹn như trước. Nhưng tên tuổi và công trạng của ông vẫn luôn sống mãi và được ghi nhận tại các sách tại đền Kiếp Bạc. Trải qua nhiều lần trùng tu và tôn tạo, ngôi đền Khánh Vân đã trở nên khang trang, uy nghi và trở thành biểu tượng thiêng liêng không thể thiếu tại vùng đất sông Lục này. Đền cũng được tỉnh Bắc Giang công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. 6. Huyền Quang tướng quân. Tướng quân Đặng Huyền Quang sinh vào ngày 13 tháng 3 năm Giáp Thìn 1244 tại xã Vị Hoàng, tỉnh Nam Định. Ông là con của cụ Đặng Huyền Trung và cụ bà là Lê Thị Trinh. Cả hai cụ đều là con quan thuộc dòng dõi nhà Thi Lễ. Cụ ông Đặng Huyền Quang làm nghề dạy học và bốc thuốc, đời sống kinh tế tương đối đầy đủ, thường hay làm việc thiện giúp đỡ người nghèo. Khi lớn lên, Đặng Huyền Quang ngày càng trở nên cao lớn, tướng mạo đẹp và thông minh. 17 tuổi đã thuộc hết sách binh thư, võ nghệ tài ba hơn người. Năm ông 40 tuổi, gặp thời buổi giặc Nguyên Mông chuẩn bị đưa quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai, Đặng Huyền Quang đã chiêu mộ được 2.000 quân dẫn đến triều đình xin được xung trận, được vua Trần Nhân Tông vô cùng trọng thị. Với tài võ nghệ tuyệt vời, Đặng Huyền Quang được phong chức làm đô chỉ huy sứ tứ quân. Tháng 12 năm 1284, vua Nguyên sai Thái tử Thoát Hoàn đem 50 vạn quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai, cộng thêm 10 vạn quân của Toa Đô chỉ huy từ đất Chiêm Thành đánh ra vùng Nghệ An. Quân ta bị rơi vào thế hậu kìm, đánh kẹp cả hai đầu. Vua Trần tổ chức hội nghị các bồ lão trong cả nước ở Điện Diên Hồng, sắc phong cho Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, chỉ huy toàn bộ quân binh Đại Việt kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông.
dưới sự chỉ huy vô cùng tài tình và mưu lược của Hưng Đạo Đại Vương. Để giảm thế mạnh của địch, ban đầu ta tổ chức đánh Cầm Cự và bỏ kinh đô Thăng Long để bảo toàn lực lượng, áp dụng lối chiến tranh du kích để tiêu hao sinh lực địch, làm cho quân địch khốn khổ vì thiếu lương thực, chặn đường tiếp viện, rồi mới tổ chức các cuộc phản công bất ngờ ở mọi phía. Với những chiến thắng van lừng ở Trương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Vạn Kiếp, chỉ trong vòng nửa năm, quân Nguyên Mông đã bị đánh tơi tả và phải rút chạy về nước. Tòa Đồ, Lý Hằng, Lý Quán bị chém đầu tại trận, Thoát Hoàn phải chui đầu vào ống đồng cho người khiêng chạy về nước thì mới có thể thoát chết. Trong cuộc chiến đấu này, tướng quân Đặng Huyền Quang được cử chỉ huy dẫn quân chặn đường thủy bộ ở các tỉnh Đông, Hồng Châu, Du Trí, Hải Dương, Đông Triều, Cập Hiền, Cập Thương, Thái Bình. Thắng giặc, Đặng Huyền Quang được vua Trần thăng chức làm tướng quân Thái Úy. Tướng quân Đặng Huyền Quang mất vào ngày 10 tháng 10 năm Ất Dậu 1285 tại Dụ Tái, Cập Hiền, Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Có thể nói, sức mạnh của nước Đại Việt thời Trần bắt nguồn từ sức sống mãnh liệt, từ lòng yêu nước trong từng cá nhân. Dù họ chỉ là những sa nô, nhưng với chí khí đấu tranh bất khuất, tinh thần đoàn kết và lòng trung thành tuyệt đối đã giúp cho đội quân của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bách chiến bách thắng, ba lần đánh thắng đạo quân xâm lược hùng hãn nhất thời đại, quét sạch bè lũ xâm lược ra khỏi bờ cõi, đem lại hòa bình ấm no cho nhân dân. Sáu vị tướng đã trở thành những vị anh hùng tận trung vì đại nghĩa cứu nước, xứng đáng sánh ngang hàng với các bậc hào kiệt trong lịch sử, là những tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.